Chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác một em sù nâu đỏ. Đuôi là khóa trái. Em này giới tính cái. Nhìn rất là ngầu luôn, tai rất là đẹp này. Khoảng 3 kg. Sù tít mù luôn ạ. Mặt vẫn đẹp. Đây ạ, chân tai rất là to đấy các bác nhá. Đây ạ. Mũi ướt này. Em này không những đuôi nguyên thân trái mà ngưỡi hồng các bác ạ. Nưỡi hồng và có đốm nưỡi này. Có đốm ở trong đúng không? Đốm ở trong. Rồi. Bác nào kết thì chân đẹp mà đuôi vút cần đây. Cong vút đây. Đuôi này cong và hơi nghiêng sang trái. Nhìn đẹp nhờ, lông. Đẹp lắm, mập mạp, xù tít mù luôn. Con này chắc khoảng tầm 3 cân rồi đấy nhỉ? 3 cân rồi, 2 tháng, to. Khỏe mạnh, tai đẹp. Chơi đi. Đang nghe. Này, mắt hay xanh các bạn ạ. Mắt bạn này xanh không phải mắt lửa đâu. Mắt hơi xanh các bạn. Mắt xanh lam. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Rất đáng yêu luôn. Đây mình lại quay cho các bạn xem một em nâu cà phê. Nâu cà phê này, tai dựng. Đực mõm to, mõm vuông này. Chưa chú cái con này. Đuôi phá sang là bên con chuột. Con đấy là con chuột đúng không ạ? Đầu vuông luôn ạ. Đầu vuông luôn ạ. Con chuột đấy. Bầu vuông, mõm vuông. Đầu vuông, mõm vuông. Đầu thủ to. Bà này có đốm lưỡi không? Ôi có đốm lưỡi này. Bà này cũng đốm lưỡi à? Đốm cả hai đều đốm. Chân to. Bà này gần 3 cân nhỉ? Hơi bé hơn một tí. Bé hơn cái bạn kia. Rất là ngoan luôn. Mấy dòng cho con này thì nó chưa được nghe lời lắm các bạn ạ. Đấy, cho ra ngoài vệ sinh luôn. Rất là lanh lợi các bạn. Nhanh và lanh lợi luôn. Hai bạn này, một bạn này giới tính cái và một bạn này giới tính đực các bạn ạ. Bạn cái thì màu nhạt hơn một tí, còn bạn đực thì màu đậm hơn. Bạn kia thì sù tít hơn. Đấy, bạn này cũng sù nhưng mà không tít bạn. Nhưng bạn chuột kia thì được gọi là đen chuột các bạn ạ. Đây, nhìn em này rất là phê luôn các bạn. À thế ạ. Này cho chú ấy ở đây tốt quá. Lại không ở. Chắc là cơ bản là không có nước chú nhỉ. Có chứ. À. Nhưng mà mình dẫn nước về được mà đúng không? Đấy, sáng nay vừa vừa trong bát nó mang về cũng như này. À. Nhà đi. Hai em này ngoan, khỏe mạnh. Trêu nhau đấy. Bạn cho con này trêu nhau giỏi lắm. Hai bạn này là chuẩn bản Mông luôn các bạn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời.
nhanh quá. Bạn này chạy nhanh quá. Đấy, ra đây nghịch đá này. Rồi, chỗ này mát này. Đất đây, chúng nó đẹp.